sáng ngày 10 tháng 1, Ủy ban Nhân dân quận tổng kết công tác năm 2021 triển khai thực hiện các nghị quyết của thành phố, quận ủy, hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát động phong trào thi đua năm 2022. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận, lãnh đạo cấp phòng, ban ngành đoàn thể các phường thuộc quận. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các phường. Năm 2021, quận hoàn thành 14 trong tổng số 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu. Quận thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen. Kinh tế ổn định và phát triển, thu cân đối ngân sách vượt 26% dự toán năm. Công tác quản lý trên các lĩnh vực được tăng cường, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2022, quận xác định chủ đề năm là đẩy mạnh chỉnh trang đô thị và thu hút đầu tư, thực hiện chuyển đổi số. Ủy ban nhân dân quận đề ra kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp vượt 2% kế hoạch thành phố giao, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống vượt 1%, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản vượt 4%, thu ngân sách 487 tỷ 980 triệu đồng, vượt 15% dự toán thành phố giao, tổng chi ngân sách là 489 tỷ 129 triệu đồng, thêm hai trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 0,21%. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phát động các phòng, ban, ngành, đơn vị các phường thuộc quận tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh các cấp các ngành tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo bước chuyển mới về phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm tính thường xuyên liên tục bền vững sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19, mỗi đơn vị đăng ký ít nhất một nhiệm vụ trọng tâm, công trình việc làm tiêu biểu đưa vào chương trình công tác năm để tổ chức thực hiện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận ghi nhận kết quả toàn diện tích cực quận đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2021. Đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đề nghị các cấp, ngành cần chủ động khắc phục khó khăn, khắc phục những hạn chế, nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Nhân dịp này, 4 đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố, 10 đơn vị nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 7 đơn vị nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021 được nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.